Với thất bại trước Manchester City, Manchester United và Ole Gunnar Solskjaer đã chạm mốc đáng thất vọng ở Carabao Cup. Tính cả trận thua rạng sáng nay, Quỷ Đỏ đã bị loại ở hai trận bán kết của giải đấu này gần nhất. Đáng buồn cho United là họ đã bị loại cả 4 trận bán kết gần nhất mà họ tham dự ở mọi đấu trường. Trước trận đấu diễn ra vào sáng nay, Quỷ Đỏ đã dừng bước ở bán kết Carabao Cup, FA Cup và Europa League mùa trước. Như vậy, Solskjaer đã thất bại cả 4 trận bán kết mà ông tham dự trên cương vị huấn luyện viên của Man United. Đây là con số rất đáng buồn với sự nghiệp của nhà cầm quân người Na Uy. Cầu thủ sẽ cập đến Arsenal là trung vệ Omar Rakic của Hertha Berlin. Theo Sport Mail, tài năng 19 tuổi này đã đạt thỏa thuận gia nhập Emirates với mức giá 900.000 bảng. Đây sẽ là tân binh đầu tiên của Mikel Arteta trong phiên chợ mùa đông. Nếu không có gì thay đổi, Rakic sẽ hoàn tất thủ tục cập đến Arsenal ngay trong tuần này. Gia nhập Arsenal như Omar Rakic khó nằm trong kế hoạch sử dụng của Mikel Arteta ngay mùa giải này, bởi huấn luyện viên người Tây Ban Nha đang có nhiều sự lựa chọn chất lượng cho vị trí trung vệ như Rob Holding, Gabriel, Mari, David Luiz hay Socrates. Đây được xem là thương vụ dành cho tương lai. Theo nhiều nguồn tin, sau khi chiêu mộ thành công Omar Rakic, pháo thủ có thể cho mượn tài năng trẻ 19 tuổi này. Theo tiết lộ từ Daily Mail, nhiều cầu thủ có tầm ảnh hưởng ở Arsenal đã ủng hộ việc Mikel Arteta quyết định trảm luôn Mesut Ozil. Điều đáng nói là cách đây không lâu, họ vẫn đứng về phía ngôi sao mặc áo số 10. Lúc này, khả năng Ozil trở lại đội hình Arsenal gần như bằng không và vấn đề được quan tâm giờ là thời điểm bài hợp đồng bom tấn ngày nào sẽ rời Emirates. Hiện tại, truyền thông Anh đang nghiêng về viễn cảnh tiền vệ người Đức sẽ chuyển sang Fenerbahce. Mới đây, Mesut Ozil đã đăng tải một tấm ảnh cũ từng chụp tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, tiền vệ 32 tuổi sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm rưỡi với Fenerbahce, nhưng Arsenal vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm trả lương cho anh đến hết mùa giải năm nay. Truyền thông Tây Ban Nha và Pháp từng khẳng định Barcelona sẽ quay trở lại thương vụ Memphis Depay cùng với một lời đề nghị vào tháng 1, bởi đây là thời điểm mà Depay chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng với Lyon. Gã khổng lồ xứ Catalonia vì thế có thể thoải mái ép giá khi mà sư tử Somron buộc phải bán nếu không muốn lâm vào cảnh mất trắng ngôi sao sáng nhất của mùa giải. Memphis Depay cũng được cho là đã thống nhất với Barca về các điều khoản cá nhân. Dù vậy, trong những chia sẻ mới đây nhất, Memphis đã tuyên bố anh vẫn có thể gắn bó với Lyon đến hết mùa giải năm nay. Tôi đang rất hạnh phúc ở đây, chúng tôi có một lực lượng tuyệt vời. Tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian mình có mặt ở Lyon và gắn bó với câu lạc bộ ít nhất là cho đến hết mùa giải năm nay. Theo truyền thông Nhật Bản, câu lạc bộ Cerezo Osaka đã mở một cuộc đàm phán chiêu mộ thủ thành Văn Lâm. Đây là thông tin được tiết lộ với tờ Hochi News. Tờ báo này đánh giá rất cao người gác đêm đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ mình trình diễn trước Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019. Trong nhiều năm trở lại đây, các câu lạc bộ Nhật Bản rất quan tâm đến thị trường Thái Lan. Đã có rất nhiều cầu thủ Thái Lan từng sang xứ sở Hoa Anh Đào thi đấu. Vì vậy, không khó hiểu khi Cerezo Osaka để ý tới Văn Lâm và muốn chiêu mộ thủ thành cao 1m88. Đây cũng là cơ hội để Cerezo Osaka gây tầm ảnh hưởng lên bóng đá Việt Nam. Văn Lâm hiện vẫn đang là sự lựa chọn ưu tiên ở khung gỗ của Mường Thông United. Tuy vậy, theo truyền thông Thái Lan, đội bóng này sẵn sàng bán thủ môn người Việt Nam nếu nhận được một lời đề nghị hấp dẫn. Về phần mình, Văn Lâm cũng muốn chuyển tới những giải vô địch quốc gia có đẳng cấp cao hơn để trải nghiệm.